căn nhà nãy được đó, nội thất căn bản đầy đủ mà chỉ có 5 triệu thôi. Em thấy sao? Phát bệnh. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà anh bắt em ở cái khu tồi tàn này vậy? Nếu không phải là khu cao cấp à, thì em sẽ không có ở đâu. Nhất định không ở. Hưng, Hưng, không ở rồi không có nhà cho ra ngoài đường cho biết mùi. Bởi vậy mình quyết định không lấy vợ là một quyết định sáng suốt. Chứ lấy nhầm con vợ như vậy hả, chắc chết. Tất cả là tại anh đó. Nếu như anh có khả năng lo cho vợ con anh một chỗ tươm tất thì tôi đâu có bị nói nặng nói nhẹ như vậy. Em Hân à, nhà trong khu đó đó, đó không phải là nhà, đó là một cái chuồng gà đó. Đây là đồ riêng của em, anh đừng có đụng vô. Còn cái chuyện máy lạnh nữa, chừng nào anh mới lắp đây? Nếu mà cuối tuần rảnh á, anh sẽ mua về lắp ráp cho em. Tại sao lại là cuối tuần mà không phải là hôm nay? Nhà nóng như vậy này làm sao mà ở được? Em chịu khó chút đi. Được rồi, vậy thì em sẽ qua nhà ba mẹ ở cho đến khi nào anh lắp máy lạnh. Em à, còn nữa, em cần máy nước nóng ở trong nhà tắm và tivi ở trong phòng, anh coi anh lắp đủ luôn đi. Về nhà đi em. Nhà nào nóng mức như vậy tôi không có về đâu. Chọn chỗ khác đi thì tôi sẽ về. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.